Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Huy, hiện đang công tác tại khoa phục hình và phẫu thuật trong miệng trực thuộc nha khoa Duy Anh. Tôi rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Nha khoa dành cho mọi người. Khi mà chúng ta lướt qua các hội nhóm về răng sứ, chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều câu hỏi như thế này. Cho em hỏi cách vệ sinh răng miệng sau khi làm răng sứ với ạ, em cảm ơn. Răng em làm được 10 ngày, mọi người chia sẻ em cách vệ sinh răng để giữ vệ sinh tốt nhất với ạ, với cả có xỉa được răng không ạ? Sau khi mà tân trang cho mình một hàm răng sứ trắng đẹp hoặc là mới trồng lại một chiếc răng bị mất lâu ngày, hẳn ai cũng muốn tìm hiểu về cách vệ sinh và sử dụng như thế nào để những chiếc răng sứ luôn bền đẹp tựa như khi mới làm. Những câu hỏi này dường như là rất thiết thực và được sự quan tâm của nhiều người, nhưng nó vẫn chưa có một lời giải đáp cụ thể. Trong chương trình Nha khoa dành cho mọi người ngày hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi và hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng răng sứ đúng cách. Bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về răng sứ thẩm mỹ do đội ngũ chuyên môn chúng tôi biên soạn và thẩm duyệt. Như các bạn đã biết thì sứ nha khoa được chỉ định trong những trường hợp chụp bọc răng sứ thẩm mỹ, dán sứ vơ đia thẩm mỹ để cải thiện hình thể, màu sắc và độ lệch lạc của răng, hay là trồng răng cầu, cấy chân răng implant thay thế răng mất, phục hồi răng sâu vỡ lớn với miếng dán sứ inlay onlay, thậm chí là một số hàm tháo lắp yêu cầu tính thẩm mỹ cao thì người ta cũng có thể sử dụng vật liệu bằng sứ. Chúng ta phải bỏ ra một khoảng thời gian dài với những trải nghiệm như là đau khi tiêm tê, khó chịu vì mang răng tạm, thời gian chờ lắp răng ăn nhai khó khăn, cũng như là bỏ ra một khoản chi phí khá lớn để sở hữu răng sứ trong miệng. Và tôi dám chắc rằng không ai muốn làm đi làm lại bộ răng sứ của mình nhiều lần. Cũng giống như là việc bạn mua một chiếc điện thoại mới, chúng ta sẽ chăm chút cho nó bằng những cái chiếc ốp xinh đẹp, dán kính và sử dụng một cách nhẹ nhàng để luôn được mới như ban đầu. Việc sử dụng ăn nhai với răng sứ cũng như vậy, y như câu nói của bền tại người. Vậy việc sử dụng răng sứ như thế nào mới là đúng cách? Đầu tiên thì ngay sau khi lắp răng sứ, chúng ta sẽ phải kiêng ăn nhai trong 1 giờ đầu. Răng sứ kết nối với răng thật bằng keo dán nha khoa. Hiện nay thì các hệ thống keo dán có thể kích hoạt đông cứng nhanh bằng đèn quang trùng hợp với thời gian khoảng 40 giây. Tuy nhiên thì để đảm bảo lớp keo dán đông cứng hoàn toàn, tránh hiện tượng đứt gãy trong lòng răng sứ thì chúng ta nên kiêng ăn nhai trong 1 giờ đầu tiên. Tiếp theo là tránh đồ ăn, đồ uống nóng và lạnh. Hiện tượng e-bốt sau khi mà lắp răng có thể gặp ở những răng còn tủy do quá trình mài sửa soạn răng gốc để tiếp nhận răng sứ gây nhạy cảm. Do đó thì bạn nên tránh những đồ ăn, đồ uống nóng lạnh như là nước uống giải khát bỏ trong tủ lạnh, đồ uống có đá, hoa quả lạnh, kem, nước canh nóng, cháo hoặc là bún phở nóng. Thậm chí là vào mùa đông thì bạn có thể phải chải răng với nước ấm. Tình trạng này sẽ giảm dần và hết hẳn sau khoảng từ 3 tới 4 tuần. Trong thời gian chờ hồi phục, bạn có thể sử dụng các loại kem đánh răng có tác dụng chống e-bốt như là Sensodyne, Colgate Sensitive, PS Sensitive. Tuy nhiên thì nếu mà hiện tượng e-bốt kéo dài hoặc là xuất hiện đau thì chúng ta nên quay lại nha khoa để được bác sĩ kiểm tra. Nếu mà lỡ bạn có thói quen dùng đồ ăn và thức uống quá nóng, quá lạnh thì bạn cũng nên giảm dần và hạn chế tối đa để đảm bảo sức khỏe răng miệng không chỉ với răng sứ mà cả với răng thật. Có thể bạn chưa biết, răng thật cũng rất dễ bị nứt nếu mà gặp sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như là quá nóng hoặc là quá lạnh. Lưu ý thứ ba khi mà lắp răng đó là nên massage lợi. Vùng lợi là một mô mềm ôm quanh răng tạo nên thẩm mỹ hồng cho nụ cười. Trong quá trình làm răng, lợi của bạn có thể chịu những cái tác động do việc tiêm tê, đặt chỉ co lợi hoặc là răng tạm tì đè làm cho lợi dễ bị trợt, bị nhiệt, thậm chí là bị co lợi. Việc massage lợi sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu, đồng thời giúp lợi định hình và duy trì ôm sát cổ răng sứ, giảm thiểu tình trạng tụt lợi. Bạn nên thực hiện massage lợi hàng ngày vào mỗi buổi sáng và buổi tối ngay sau khi mà chải răng. Cách thực hiện như sau: bạn đặt ngón trỏ tương ứng vùng lợi răng cửa giữa, di chuyển nhẹ ngón tay dọc theo lợi từng răng cho tới vùng răng hàm với động tác xoay tròn và xuôi về phía thân răng. Bạn thực hiện lần lượt từ bên phải qua bên trái, hàm trên xuống hàm dưới, ở mỗi vùng thực hiện khoảng 3 lần. Ngoài ra thì trên thị trường cũng có một số dụng cụ massage lợi chuyên dụng bạn có thể tham khảo để mua. Dùng cách nào cũng được, nhưng mà bạn hãy chú ý nếu mà dùng tay thì phải rửa tay sạch trước khi mà cho vào miệng để massage. Dùng các đồ chuyên dụng thì phải bảo quản thật khô ráo. Một việc cực kỳ quan trọng trong chăm sóc răng sứ là vệ sinh răng miệng đúng cách, bao gồm chải răng, sử dụng nước súc miệng, dùng chì tơ nha khoa. Với những bạn mà có răng sứ kết hợp với niềng răng thì sử dụng thêm máy tăm nước và bàn chải kẽ rất hữu ích. Giữa phần được bọc sứ và phần răng thật còn lại có một vùng ranh giới được gọi là đường hoàn tất.
Vị trí đường hoàn tất thường được bác sĩ đặt ngang lợi hoặc là dưới lợi 0,5mm. Một số trường hợp đặc biệt như là răng bị tụt lợi hoặc ở những cái vùng răng không yêu cầu thẩm mỹ thì bác sĩ mới lựa chọn đặt đường hoàn tất trên lợi. Việc vệ sinh răng miệng không đúng cách có thể dẫn tới tình trạng viêm lợi, tụt lợi, làm lộ đường hoàn tất gây mất thẩm mỹ, đặc biệt là vùng răng cửa hàm trên. Đây là hình ảnh răng sứ bị tụt lợi làm lộ đường hoàn tất. Một số bạn thì có thói quen sử dụng tăm xỉa răng, đây là một thói quen có hại. Tăm thì thường được làm bằng tre cứng, bảo quản có khi không tốt, cạnh sắc và có kích thước lớn. Nếu mà đưa vào vùng kẽ răng sẽ làm tổn thương nhú lợi, lâu dần gây tụt lợi, mòn cổ, tạo thành những vùng tam giác đen gây mất thức ăn và mất thẩm mỹ nếu mà ở vùng răng cửa. Các bạn nên thay đổi thói quen này bằng cách sử dụng chỉ tơ nha khoa hoặc các loại tăm nha chu chuyên dụng. Đây là hình ảnh tụt lợi vùng kẽ do sử dụng tăm. Vậy như thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách? Đội ngũ chuyên môn chúng tôi đã biên tập một cách chi tiết hướng dẫn vệ sinh răng miệng chuyên nghiệp. Bạn có thể tìm hiểu qua video sau đây. Thứ năm là tránh ăn nhai, cần xé đồ cứng. Răng sứ có độ cứng bằng hoặc thậm chí là lớn hơn răng thật. Tuy nhiên, đi kèm với độ cứng cao là độ giòn và độ chịu nén cũng kém. Quan sát bảng so sánh dưới đây, có thể thấy các vật liệu sứ chúng ta hay sử dụng như là zirconia có độ cứng tới 620 MPa, trong khi thì men răng có độ cứng tối đa là 180 MPa. Nhưng mà chúng ta vẫn gặp tình trạng vỡ sứ. Ngoài các yếu tố kỹ thuật thì việc sử dụng răng sứ với lực nhai, cắn xé quá mạnh một cách đột ngột cũng là nguyên nhân gây vỡ sứ. Vậy để tránh tình trạng vỡ sứ trong quá trình ăn nhai, cần chú ý những cái điều gì? Giai đoạn đầu khi mà mới lắp răng sứ để làm quen với việc ăn nhai, bạn nên ăn những cái thức ăn mềm như là cháo, súp, bún phở. Sau khoảng từ 1 đến 2 ngày đầu tiên, bạn có thể ăn cơm với thức ăn mềm như là đồ hầm, đồ thịt luộc, thịt xay. Khi đã quen dần với răng sứ, bạn có thể ăn nhai bình thường với thịt, sâu, củ quả. Việc ăn nhai với độ cứng tăng dần giúp cho mô quanh răng thích nghi với áp lực nhai trong trạng thái khớp cắn mới và cũng giúp cho bạn cảm nhận được độ cứng của từng loại thức ăn, tránh tải lực quá mức lên răng sứ. Nếu mà bạn có răng sứ vùng răng cửa, hãy tránh dùng răng đó để cắn xé những cái thức ăn và vật cứng như là nắp bia, cắn bút, cắn chỉ hoặc là dây thép, tước mía, cắn hạt dưa, cắn xương sụn, đặc biệt là chân gà. Đây là món ăn ưa thích của nhiều người, nhưng cũng có thể là lý do khiến bạn phải chia tay với chiếc răng sứ, thậm chí là ngay cả với răng thật của bạn. Chúng ta cùng xem, đây là hình ảnh một bệnh nhân làm răng sứ, sau đó bị vỡ răng sứ do thói quen dùng răng cửa để mở nắp chai bia. Thực sự thì với độ cứng như là nắp chai bia thì ngay cả với răng thật của chúng ta cũng không thể tồn tại được. Còn đây là một trường hợp vỡ răng sứ do thói quen cắn hạt dưa. Răng sứ đầu tiên bị dạn nhỏ, sau đó lớn dần và cuối cùng là bong toàn bộ mặt ngoài của răng sứ. Tiếp theo, nếu mà bạn có răng sứ vùng răng hàm với những cái đồ ăn cứng như là xương, sụn, bạn cần tránh nhai trực tiếp vào răng đó hoặc là bạn sẽ phải nhai rất là từ từ để cảm nhận độ cứng của thức ăn. Nếu mà cảm thấy phải dùng lực nhai quá mức thì nên dừng lại để tránh tình trạng vỡ đôi răng sứ như trường hợp chúng tôi chiếu ở đây. Với những bạn có thân răng bị sâu lớn, mất tổ chức nhiều, bác sĩ sẽ phải lấy tủy, sau đó là đặt chốt hoặc là làm thân răng nhân tạo trước khi mà bọc răng sứ ra ngoài. Bạn cần phải rất chú ý khi mà ăn nhai, tuyệt đối là không dùng răng này để cắn xé bất kỳ loại thức ăn nào, vì lực cắn xé có thể làm gãy thân răng bên trong của bạn. Đây là trường hợp thân răng được tái tạo bằng cùi kim loại trước khi mà bọc sứ. Phần răng còn lại rất là ít nên dễ bị gãy nếu mà tác động lực cắn xé quá mức. Thứ sáu là loại bỏ những cái thói quen không tốt. Giảm thiểu tối đa hoặc loại bỏ những cái thức ăn, đồ uống có màu như là trà, cà phê, thuốc lá. Những cái chất này có thể tạo thành những cái mảng bám màu lên trên bề mặt của răng sứ. Thậm chí thì thuốc lá còn làm thâm đen lợi, tụt lợi, ảnh hưởng rất là nhiều tới thẩm mỹ. Tuy nhiên, nếu mà răng sứ bị bám màu, chúng ta có thể tới nha khoa để đánh bóng, làm sạch hoàn toàn những cái mảng bám đó. Thói quen nghiến răng. Nghiến răng thì ảnh hưởng rất xấu tới bộ răng của bạn. Chúng gây mòn và vỡ cả răng sứ lẫn răng thật. Nếu mà bạn có tình trạng nghiến răng thì nên tham khảo ý kiến của nha sĩ để khắc phục hoàn toàn tình trạng đó, ví dụ như là đeo máng nhai bảo vệ ban đêm chẳng hạn. Thứ bảy là khám răng định kỳ. Bạn nên tái khám định kỳ 6 tháng một lần để bác sĩ lấy cao răng, làm sạch răng cho bạn. Mỗi một lần tái khám thì bác sĩ có thể kiểm tra khớp cắn, xem răng sứ của bạn có đang bị chịu tải lực quá mức hay là không. Việc thăm khám định kỳ thì giúp phát hiện sớm các cái vấn đề và xử lý một cách đơn giản nhất. Trên đây tôi vừa trình bày về cách sử dụng răng sứ đúng cách để các bạn có thể duy trì những chiếc răng của mình bền chắc và thẩm mỹ theo thời gian. Việc chăm sóc răng sứ cũng giống như là bạn giữ gìn những cái món đồ trang sức. Nếu mà thực hiện đúng cách thì nó sẽ luôn đẹp như khi vừa mới lắp. Hy vọng là chủ đề ngày hôm nay có thể cung cấp những kiến thức có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi là bác sĩ Huy, hiện đang công tác tại khoa phục hình và phẫu thuật răng miệng trực thuộc nha khoa Thúy Anh. Bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về răng sứ thẩm mỹ do đội ngũ chuyên môn chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Xin chào và hẹn gặp lại.